50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên rừng. Hồn phát ngàn đời các tinh thần dũng khí, sức mạnh vô song, nuôi lớn tâm hồn người dân đất Việt. Xin kính mời quý vị cùng đến với tiết mục múa Lời Ru Âu Lạc do các em học sinh lớp 1 và lớp 2 biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.